Khi dân nghe thấy tiếng kèn, các tường thành đã sụp đổ. Bốn mươi năm sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Israel đã vào được đất hứa, Canaan. Cuối cùng chúng ta tới được nơi đất hứa thế này, Canaan thế này. Các người chớ vội vui mừng. Trước mặt chúng ta là thành Jericho. Trước tiên chúng ta phải chinh phục và triệt hạ nó đã. Sẵn sàng. Jericho có vẻ quá kiên cố. Tôi không ngờ nó được phòng thủ vững chắc như thế. Chúng ta phải làm gì để triệt hạ nó? Anh Ray, anh Seba, gọi chúng tôi đây. Ta muốn trước khi trời tối hai anh phải vào được trong thành, rồi cho ta biết có bao nhiêu quân lính giữ thành, và nhất là xem nó có một điểm yếu nào không. Chúng tôi xin đi ngay. Đấy rồi, đại giáo trưởng Zogarin đã tới. Mọi người hãy quỳ xuống. Hỡi thần của thành Jericho, xin bảo vệ thành của chúng tôi. Tội nghiệp. Mày bị làm sao vậy? Nào lại đây, đừng có sợ. Rap, em có ở trong nhà không? Lão đại giáo trưởng, thế nào cô em? Cô nhất định từ chối ta sao? Ngài là đại giáo trưởng Jericho. Còn tôi chỉ là một gái mãi dâm bị mọi người khinh bỉ. Ta không coi nặng chuyện đó. Thần của thành Jericho càng không coi nặng nó. Thôi đừng từ chối ta nữa. Nàng phải là của ta đêm nay. Đủ rồi, tôi xin ngài thôi đi. Tôi không muốn. Đủ rồi, không, không. Ngài Zogarin, xin hãy nghe tôi. Có một băng cướp đang tiến đánh Jericho. Đang tiến đánh Jericho. Anh nói gì? Một bọn cướp tấn công Jericho à? Lão già đáng ghê tởm. Nhưng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra đây. Anh có biết bọn chúng bao nhiêu người không? Chúng đông lắm thưa ngài. Có lẽ trên 100.000. Chúng ta không việc gì phải sợ cái lũ cướp cạn đó cả. Chúng ta là vô địch. Các tường thành Jericho vô cùng kiên cố. Nếu chúng dám tấn công, chúng sẽ chịu chuốc lấy tai họa mà thôi. Vậy anh định ngày mai sẽ ra lệnh đánh thành Jericho sao? Đức Chúa đã nói và hứa rằng đất này sẽ là của chúng ta. Và người sẽ giữ lời hứa, sẽ bảo vệ chúng ta. Nhưng thành quá kiên cố, đánh thành chỉ là chuốc lấy thất bại thôi. Anh Josue, làm sao anh nghĩ là chúng ta có thể thắng được? Chúng ta có quá ít khí giới để đánh nhau. Đừng sợ, Đức Chúa sẽ cho chúng ta giải pháp. Thank you.
Cậu có phát hiện được điều gì không? Không, hoàn toàn không. Tường thành chỗ nào cũng kiên cố. Chúng ta làm sao xâm nhập vào được? Có sợi dây này. Chúng ta làm gì đây? Bây giờ thì không thể lui được nữa rồi. Vậy thì cậu theo tôi. Xin các anh đừng lớn tiếng. Cô là ai? Tôi là Rahab. Tại sao cô lại giúp chúng tôi? Vì các anh là niềm hy vọng cứu thoát độc nhất cho tôi. Và tôi muốn làm lại cuộc đời. Tôi muốn đổi đời tôi. Chúng tôi sẽ giúp cô. Ông Josue đã sai chúng tôi đi dò thám thành Jericho này. Josue là ai? Josue là thủ lãnh dân tộc Israel chúng tôi. Rồi cô sẽ thấy chúng tôi sẽ tấn công và hủy diệt thành Jericho này. Tôi biết các anh đã trốn thoát khỏi Ai Cập. Thiên Chúa của các anh đã rẽ biển đỏ để các anh đi ngang qua. Người ta nói Thiên Chúa của các anh là Thiên Chúa quyền năng. Người đánh tan quân thủ của các anh. Dân thành Jericho này rất sợ dân Israel. Nhưng tôi không sợ. Tôi cần các anh. Rất cần các anh. Cảm ơn cô. Để đổi lại, cô muốn chúng tôi điều gì? Khi ông Joshua đến tiêu diệt Jericho, xin hãy tha cho nhà tôi. Tôi hứa với cô điều đó. Nhưng cô phải hứa sẽ chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa của chúng tôi mà thôi. Vâng. Tôi thề. Người sẽ là Thiên Chúa của tôi. Tốt lắm. Chúng tôi đi đây. Con cáo này muốn gì đây? Có lẽ nó muốn dẫn đường cho chúng ta. Hay quá. Thế thì chúng ta cứ việc theo nó thôi. Jericho, một pháo đài kiên cố. Làm sao chúng ta hạ được nó? Josue, ông là ai? Ta là sứ giả của Thiên Chúa. Hãy bỏ dép ra. Nơi người đang đứng là đất thánh. Đây là lời của Đức Chúa. Ta đã đặt Jericho, vương quốc và dân của thành này trong tay của ngươi. Từ ngày mai trong suốt 6 ngày, ngươi và các quân lính của ngươi sẽ đi vòng quanh thành mỗi ngày một lần. Cùng với ngươi, 7 tư tế sẽ thổi tù và. Và đến ngày thứ 7, khi dân Israel nghe tiếng tù và, họ phải hò reo lên tiếng xung trận. Lúc đó tường thành Jericho sẽ sụp đổ. Việc xảy ra như vậy sao? Josue, hãy có lòng tin, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ở với ngươi. Xem đi, họ có quá nhiều khí giới. Chúng ta không thể nào thắng nổi họ, hoàn toàn không thể. Không thể làm gì được. Dù một kẽ hở cũng không có. Khỉ gió thật. Ai đó? Báo đồng, chúng chạy đâu rồi? Đằng kia quân do thám bắt lấy chúng. Có chuyện gì vậy? Họ phát hiện được chúng tôi. Tôi xin các anh đừng quên lời hứa. Đừng sợ. Hãy treo một miếng vải đỏ trên cửa sổ làm dấu hiệu. Tạm biệt. Ê, cô em dậy đi. Các anh muốn gì vậy? Có hai tên do thám vào nhà của cô.
tôi không thấy. Chắc các anh nhìn lầm rồi. Không, không thể lầm được. Thưa ngài, chúng tôi không tìm thấy chúng nó. Mày có giấu chúng nó không đấy con đĩ? Dân thành Jericho rất sợ chúng ta. Tuy họ có những khí giới nhiều vô kể, chúng tôi đã thám thính các pháo đài nhưng không tìm ra được khe hở nào có thể xâm nhập được. Khá lắm, các anh đã vào được thành Jericho một cách hết sức tài tình. Các anh nói tên cô gái đó là gì? Tên cô ấy là Rahab. 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 Tôi phải nhớ cái tên này. Cảm ơn hai anh. Bây giờ hai anh có thể đi nghỉ. Cảm ơn ông Josue. Tiến lên. Thổi kèn. Nội hiệu báo động ngay, quân Israel tấn công. Nhanh lên đóng các cổng thành lại. Quân lính ra ngoài tường thành, quân địch đã đến gần. Bắn từ từ. Chuẩn bị. Không được bắn. Sao vậy? Chúng ta phải xem họ có ý gì trước đã. Chúng ta ở đây rất an toàn, không việc gì phải lo cả. Nhưng mà các người cứ yên tâm. Chỉ cần nghe họ nói, chúng ta không phải sợ họ. Vâng thưa giáo trưởng. Đã đến. Chúng ta quay lại đằng sau. Bọn chúng làm chuyện gì vậy? Ai mà hiểu được. Họ biết tường thành của chúng ta không thể phá nổi. Nên bây giờ họ thất vọng bỏ đi. Tiến lên! Lại đi vòng qua chỗ này à? Thật là nực cười! Đúng là trò đùa! Cứ đi vòng thế này đã 6 ngày rồi. Họ tính làm gì thế này? Josue chắc chắn đã có kế hoạch. Các anh cứ việc làm theo lệnh của ông ấy. Ông già, chúng tôi không muốn nói chuyện với ông. Hãy cho chúng tôi đến gặp Josue, hoặc là bảo ông ấy ra đây. Câu trả lời là không. Cứ để họ nói những gì họ cần nói với tôi. Ông bắt chúng tôi đi vòng quanh thành mãi thế này để làm gì? Và cứ thổi kèn hết ngày này qua ngày khác hả? Anh ta nói có lý đấy, cả những con cáo cũng lao ông đấy. Còn chúng tôi cứ phải ngồi đây mãi mà đợi. Chúng tôi đợi chán tới cổ rồi. Đó là tất cả những gì các anh muốn nói sao? Hãy nhớ rằng Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta. Ta bảo các anh hãy chờ đợi để xem điều gì sẽ xảy ra. Ông Josue, chúng tôi xin lỗi.
Hôm nay đã là ngày thứ bảy. Lời thiên sứ nói với ta có thực sự xảy ra không? Không, ta không được hoài nghi, nhưng phải kiên cường lòng tin vào Thiên Chúa. Con cá, nhưng làm sao nó lại vào trong thành nó được? Chẳng lẽ nó có cách nào khác sao? Cũng hay thật đấy. Dừng lại. Những tường thành này không quá kiên cố như chúng ta tưởng. Chúng không phải bằng đá, mà là bằng gạch nung có lỗ. Thì ra mày chui qua lỗ đó. Ông Josue, tại sao các con không đánh thành đi? Bọn chúng vẫn còn ở đây, sớm muộn gì bọn chúng cũng kiệt sức hết. Hỡi dân thành, hãy hát lớn tiếng lên, hãy la to để át tiếng kèn của chúng. Cả các ngươi đã nghe rõ rồi đó. Các ngươi không phải sợ quân Israel. Chúng ta có thần của Jericho ở trên chúng ta và ở với chúng ta. Hỡi thần Jericho, hãy bảo vệ chúng tôi bây giờ và mãi mãi. Tất cả các ngươi hãy nghe. Thiên Chúa đã trao phó thành Jericho vào tay chúng ta. Chúng ta sẽ phá hủy thành này và mọi sự trong thành. Đó sẽ là của lễ chúng ta dâng cho Thiên Chúa. Nhưng người đàn bà đang ở trên kia sẽ được cứu thoát, vì bà ta đã che giấu hai do thám Rea và Seba của chúng ta. Và bây giờ, hãy reo hò lên! Jericho đã thất thủ. Hỡi thần của Jericho, hãy cứu chúng tôi.
Hỡi thần của Jericho, hãy nghe lời tôi. Xin nghe, xin nghe. Không, không. Thế là thành Jericho bị phá hủy cùng với tất cả dân trong thành. Chỉ một mình cô Ra-áp được cứu thoát, và cô đến ở trong trại quân Israel vì cô đã giúp những quân Do Thám của ông Giô-suê. Thiên Chúa ở với ông Giô-suê và danh tiếng của ông lan truyền khắp xứ. Những dân sống ở Jericho là ai? Vì lý do gì thành này đã bị Giô-suê phá hủy lúc khởi đầu cuộc chinh phục đất Canaan? Đất Palestine vào những thế kỷ cuối của thiên niên kỷ thứ 2 trước Chúa Giáng sinh gồm những sắc dân khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau và đến từ những miền khác nhau của vùng địa Trung Hải và Trung Đông. Hệ thống sắc tộc đa dạng này được các nhà nghiên cứu gọi là nền văn minh Canaan, với một số nét đặc trưng chung cho mọi sắc tộc khác biệt đó, như chế độ những thành phố độc lập liên kết với nhau thành những liên bang hay liên minh và liên tục có những cuộc xung đột với nhau. Jericho là một trong số những thành phố độc lập quan trọng nhất và được các nhà nghiên cứu coi là thành phố cổ nhất thế giới vì nó đã tồn tại từ 9.000 năm nay. Đó là thời mà chúng ta gọi là thời đồ đá mới, khi đó người ta sử dụng các khí giới và dụng cụ bằng đá và chưa biết đến các đồ bằng kim loại. Nếu chúng ta nhìn trên bản đồ vị trí của Jericho, chúng ta có thể hiểu được tại sao thành phố này cổ kính và quan trọng như thế. Thực vậy, thành phố ở gần cửa sông Jordan, ở khu vực trũng của biển chết, gần một suối nước mà ngày nay vẫn còn chảy dồi dào và tưới ướt cả một ốc đảo đặc biệt xanh tươi giữa vùng sa mạc này. Tuy chúng ta không biết chính xác điều kiện khí hậu ở vùng này 9.000 năm trước đây, nhưng chúng ta có thể suy đoán đó là một khí hậu rất ôn hòa và thuận lợi. Có thể vùng này được che chở rất tốt bởi thiên nhiên xung quanh, với nước và cây rừng dồi dào, cũng như những rau cỏ ăn được. Có đủ lý do cho thấy thành phố này đã phát triển rất ổn định, nên trải qua nhiều thế kỷ và thiên kỷ, nó đã đạt được một vị trí chiến lược quan trọng. Jericho ở một vị trí lý tưởng để làm hàng rào ngăn cản sự xâm nhập của các dân tộc đến từ các vùng Jordani.
Những dân này sau khi vượt qua sông rất có thể di chuyển xuống những vùng lãnh thổ phì nhiêu của Palestine bên kia dãy núi Juda. Nhưng làm sao những dân tộc du mục nghèo nàn và không có tổ chức quân sự lại có thể chiếm được Jericho và những thành phố giàu có và được phòng thủ chắc chắn của Canaan? Các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Một số nghĩ rằng đây không thực sự là một cuộc chiến tranh mà là một cuộc định cư của những bộ lạc du mục diễn ra trong một thời kỳ dài và không phải luôn luôn có các cuộc giao tranh đẫm máu. Sau khi 12 chi tộc của Israel chia nhau đất Canaan là một thời kỳ củng cố lâu dài, trong đó nổi lên vai trò các thẩm phán. Trong số đó nổi tiếng nhất là những nhân vật như Samson, Gideon và nữ tiên tri Deborah. Đây là một loạt các sự kiện quan trọng được thuật lại trong 5 cuốn sách theo sau bộ ngũ kinh và được gọi là sách lịch sử, vì chúng thuật lại những sự kiện mở đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước Chúa Kitô, là thời kỳ phát sinh ra các chế độ quân chủ lớn. Khi ấy người ta cảm thấy nhu cầu viết lại những ký ức về chính quá khứ của mình, từ đó phát sinh ra lịch sử. Các sách này gồm sách Josué, sách Thủ Lãnh, 2 cuốn sách Samuel. Vị thẩm phán cuối cùng là người được Thiên Chúa trao nhiệm vụ sức dầu tấn phong vị vua đầu tiên của Israel, vua Saul. Những chi tiết ly kỳ của câu chuyện này được viết trong Kinh Thánh, sách Josué.